chuyên để được tham gia trở thành một người sứ giả của Nhân Long. Tất cả các con bây giờ và ở đây đều là sứ giả của Nhân Long. Đức Phật dạy cho chúng ta tất cả các chúng sinh đều có một tâm. Cho nên hôm nay này lớn để thăm cái khóa tu, vì chương trình tổ chức khóa tu này là cái sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và ban hướng dẫn Phật tử Trung ương là người đứng đầu trong việc mở khóa tu và phân ban thăm thiếu niên, thăm thiếu nhi Phật tử là người chỉ đạo sát sao để cho tất cả các tỉnh, các huyện và các cơ sở mạnh dạn tổ chức. Bản thân thầy đầy đủ nhân duyên tới ban hướng dẫn đến nay là đã hơn 15 năm và thầy rất là hạnh phúc mỗi năm được chia sẻ với các bạn nhỏ được đi học. Nhớ lại năm 2004 thầy du học tại Thái Lan, khi tháng 3 các bạn bắt đầu xuất gia. Nghỉ hè là các bạn xuất gia, xuất gia hàng ngàn người chứ không phải xuất gia hàng trăm, mà tại trường đại học Mahalongkorn hạt về miền Nam Thái Lan xuất gia khoảng hơn 100 em nhỏ. Và mỗi sáng khi bài đi pháp thực á là gần như đi hết một đoạn đường, nên có một người xuất gia ôm đời bán đi pháp thực rất đẹp. Và thấy các bé mà được về chùa tu học là một niềm hạnh phúc của thầy, cho nên là hôm nay nhân chuyến công tác được giáo hội giao phó cho ban hướng dẫn và thân ban hướng dẫn Phật tử dân tộc Trung ương đến thăm gặp gỡ giao lưu và làm việc với hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Tới hôm nay sau khi công tác một ngày tại Bình Thuận thì ra Ninh Thuận để chia sẻ cùng các bạn nhỏ một thời. Ý nghĩa của đời là kho báu trong tay. Chúc các bạn hãy có kho báu trong tay. Hồi nãy thầy ngồi đây để thầy lắng nghe, thầy nhìn và cảm nhận, thầy thấy là các bạn nhỏ thì được 50% là người về cái tu và hòa nhập vào, còn khoảng 50% là thái độ tích cực đó. Họ có điều tu, họ có hòa nhập vào. Các bạn không biết cái chìa khóa để mở kho báu của mình. Các bạn nhỏ đã quy y tam bảo chưa nào? Ai quy y rồi giơ tay lên thì có. Rồi cho các bạn giơ tay một tràng pháo tay nào. Mà cái thấp nhất của đạo từ bi là tình thương.
Bây giờ các con không biết thương bản thân mình thì các con về đây tu tập mấy ngày đó thì các con cũng chẳng biết thương những người bạn xung quanh của mình. Hồi nãy quý anh chị tập dượt được các bạn mình đứng lên đây hát thôi à, thì trong số 10 người đứng lên hát thì chỉ có được 1, 2, 3 người có thể hát được không? Nhưng mà những người khác thì cùng đồng lên để đèn với nhau, để nương với nhau, để cho có bạn với nhau. Cũng giống như bây giờ các bạn mà thật sự là muốn về đây luôn đó thì con số ít thôi. Còn những người mà cha mẹ gửi về để như vậy để cho nó bớt vậy là hơi nhiều. Nhận lớn á, những con người mà có chịu tu mà cho đây cần chăm cực lắm. Họ không có tâm, họ có tâm đi tu, họ có tâm đi buông hồi cái tâm tốt của mình và có khi á, họ không có công đức. Hồi nãy các bạn lên đây là những hạt gạo chắc, cho các bạn có một càng có tay nữa. Và họ lên, họ hát, con hát không được, con cũng lên. Đó là cái tính thần đó vậy đó. Rồi bây giờ mình ở dưới người ta hát mình quạ. Nhưng mà thầy thấy là quạ nẹt xẹt nẹt xẹt. Là thầy biết là các anh chị ở trong đây cực lắm. Cực lắm. Hướng dẫn, căng, rồi giải dỗ. Rồi làm sao để cho các bé mà sau cái khóa tu rồi có được những cái gì đó, đó là một cái niềm hạnh phúc của bạn mà nhất là cái ơn lớn của mình và tình kia, cái công sức của bạn tổ chức mà từng tội một điều hy sinh để cho phát tu được, đây là công đức đó. Như vậy thì tôi rất là quý cái cuộc đời của mình mà tôi quý cái con mắt của tôi. Đây là cái chìa khóa để tôi mở cánh cửa tâm hồn của tôi. Bây giờ các bạn có mắt, các bạn có bao giờ nghĩ thương người mù không? Có không? Bản thân thầy nghĩ rằng người nào giác ngộ người đó phải thấy rằng ta có một viên ngọc ước, đó là người mù người ta ước được mắt thấy. Bây giờ ta có mắt sáng rồi mà ta không lo tu tập thì ta tệ hơn người mù. Cái phước của chúng ta nó mất là con mắt của chúng ta mất luôn, mà con mắt nó mất rồi thì chúng ta mù. Và Đức Phật dạy là người không giác ngộ thì có mắt chẳng khác kẻ mù. Có mắt bởi vì ta không thấy được vô thường, ta không thấy được sanh già bệnh chết, ta không thấy được nhân quả, để chúng ta cố gắng chúng ta phát triển các cái tầng bậc của mắt. Các bạn đưa ngón tay lên và có mấy ngón tay nằm đó nói nhục nhẽ, nói lớn lên nhục nhẽ, thiên nhẽ, tuệ nhẽ, thật nhẽ, rồi nói lại dục nhẽ hay quá, thiên nhẽ hay quá, tuệ nhẽ hay quá, hát nhẽ. Wow, cho mình một tràng pháo tay nhiệt liệt rồi. Đây là ở trong đây là cái kho báu hầu như là thì đụng như là vàng 4 chiếc, nhưng mà mở ra là cái chiếc số 4. Ta có con mắt của cha mẹ sinh ra mà chúng ta từng nghe người xưa nói là đôi mắt em là cửa sổ của tâm hồn. Lấy ví dụ như bây giờ mình nhắm hai con mắt là mình thấy đường đi không? Mình khổ không? Vậy thì mình có quan tâm tới con mắt của mình không? Có bằng cách nào, bạn nào lên nói được quan tâm về mắt mình như thế nào, đó là kho báu của mình. Rồi mời bạn, cho bạn lên một tràng pháo tay lên.
nay không lẽ người nữ là chiếm đa số sao ta? Mình vừa nói là người nữ đưa tay lên đi, một càng có tay nữa thì bạn nghĩ là quá đẹp rồi. Con giới thiệu người con cho các bạn biết. Các bạn có hứa với thầy là phải bảo vệ không? Yeah. À,
sĩ giúp đỡ, rồi người ta giúp đỡ được, rồi nỗi đau đó nó cắn, nó xé, nó da giết, nó hành hạ mình cho đến lúc mình chết. Còn có người thì đau khổ quá mà tự tận mình chết. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là được cái tâm người nó khó lắm. Giống lấy một ví dụ giống như một con rùa mù mà nó ở cái biển á, 100 năm nó mới nổi lên mặt biển một lần, nó cầu cho có một cái bọng cây nó chui vào đó để nó vào bờ. Ấy thế mà cái con rùa mù đó đó, nó tìm được cái bọng cây á, thì còn tìm được, còn mất thân mạng này rồi mà muốn được thân mạng khác khó lắm. Vậy thì các bạn có thấy người ta mù mình cái tội không? Mình nói chuyện với ông bà mình mà ông bà mình bị điếc, mình thấy cái thương không? Mà thường khi cái người điếc là người ta câm luôn, điếc là câm luôn. Bây giờ mình có cái miệng mình nói nó rõ ràng các ngôn ngữ, còn mình nghĩ cái người ta động mình thấy thương không? Rồi cái người ta nói mình thật mình thấy thương, rồi cái người ta bị câm mình thấy tội nghiệp không? Không có biết được chuyện không với mọi người được, không muốn bày tỏ cái ý mình cho người khác được. Vì vậy cho nên cái kho báu của họ không có, họ mất cái kho báu đó, một phần trong 6 phần kho báu mà chúng ta có. Các bạn nói với thầy, kho báu của con, gồm có mắt sáng, tai nghe, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, để chúng ta khai mở kho báu đó. Tại sao người ta cũng đi học giống như mình mà người ta học giỏi, người ta trở thành một con người thành đạt, người ta trở thành một con người tuyệt vời, còn mình cũng đi học giống như người ta mà mình không được như vậy? Vậy thì mình nói rằng là tại cái gì đó hay sao? Chúng ta từng nghe người xưa nói là cần cù bù thông minh. Mình biết đời này mình không bằng người ta là bởi vì đời trước người ta đã cần cù, người ta lo học rồi, cho nên đời này người ta sinh ra người ta có trí tuệ hơn mình, người ta có bản chất bẩm sinh thông minh hơn mình, cái chỉ số IQ của người ta nó lớn hơn mình, là lý do nhân quả nhiều đời, đúng không các bạn? Đúng không? Đời trước người ta học rồi, cho nên đời này người ta sinh ra rồi là người ta học nó nhanh hơn mình. Còn đời trước mình cũng lười, rồi đời này mình học dở hơn người ta tiếp tục mình lười nữa, thì đời sau mình ngu hay là thông minh? Các bạn có hiểu không? Đời này người ta đẹp có phải là tự nhiên người ta đẹp không? Không, người ta tự nhiên được. Cái gì cũng có nhân quả của nó. Thì nghe nói là các bạn đã được học cái bài nhân quả rồi, đúng không? Bây giờ các bạn đẹp, các bạn có mắt sáng mà người ta mù, đâu phải tự nhiên đâu. Không phải tự nhiên, là do chúng ta tạo ra. Bây giờ các bạn có nhân viên, các bạn về chùa là các bạn đã có nhân viên hơn thầy nhỏ rồi. Ngày xưa thầy còn nhỏ thì không được như các bạn. Cho đến lúc 17 tuổi thầy chết đi, sống lại thầy mới tìm vào chùa, thầy mới đi tìm đạo, thầy mới đi tìm cái nguyên nhân tại sao mình được lắm. Rồi chết mình đi về đâu? Tại sao mình phải sống? Sống để làm cái gì? Lúc đó mình tự hỏi, mình không trả lời được, cho nên tìm đến chùa để học đạo. Mà tìm đến chùa học đạo rồi là xuất gia luôn, vì tuyệt vời quá. Từ đó cho đến giờ thầy khai thác cái kho báu của thầy, và thầy được nhân viên là đi khắp nơi trên thế giới để truyền đạt những gì mà thầy đã thừa hưởng, cái gia tài của Phật đã cho thầy. Các con đã từng nghe về Đức Phật chưa nè? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là uy báo của cái thân Đức Phật. Ngài tu nhiều đời nhiều, chứ không phải một đời một kiếp tu.
đời này ngày sinh ra đó là ngày sinh ra vào cung vàng điện ngọc, còn các con sinh ra có giàu sang giống thái tử không? Không. Tại sao mình sinh ra mình nghèo mà thái tử sinh ra giàu? Nhân quả của thái tử, thái tử đã nhiều đời nhiều kiếp đã thành cái hạnh từ bi rồi, cho nên ai có tâm tốt làm cái hạnh từ bi thì ấy là con người đang mở cái kho báu của mình để dung bồi cái kho báu đó. Mà kho báu, cái kho báu đó đó chính là đạo đức. Đạo đức là gì? Đạo đức là tình thương, giúp đỡ người khác mà biết thương yêu mình, xây dựng bản thân mình để trở thành một con người hoàn hảo. Rồi các con nói như này, tu nghĩa là, học thì giỏi, sửa cho hoàn hảo, thực hành cho tốt, hoàn thiện bản thân, ra khỏi con đường trần số, có ý chí để thành công, chuyển phàm thành thánh. Rồi ai lập lại được hãy biết tốt đó tặng cho cái loại. Ai nhớ cái lên. Rồi nói lại, nói lại lần nữa nha. Tu là học, tu là tập, tu là sửa, tu là thành, tu là tốt, tu là tốt, tu là xuất, tu là xuất, tu là chuyển, tu là chuyển. Rồi bây giờ nói cho đủ nè, tu là phải học cho thành là giỏi, phải học cho thành là rộng, thật là sâu, thật là kỹ. Học rồi có thể nhớ để có thể làm giáo viên, chứ không phải giáo viên dạy cho mình rồi mình học xong rồi mai mình đổ xong đổ việc. Quý thầy quý cô dạy cho mình xong rồi mình về khóa tu xong rồi về hỏi con học được gì? Nó không dạy gì. Sao thầy cô mấy ngày rồi dạy mà nó không dạy gì, không nhớ gì. Vậy là tự mình hay là quý thầy con không dạy? Tự mình học bằng cái kiểu gì mà sau khi học xong rồi người ta rất là giỏi, còn mình học xong rồi mình biết gì hết? Đây, đó là phải cố gắng mình học. Bây giờ các con đang ngồi đây có phải là các con đang học không? Mà đang học có phải là đang tu không? Cái khóa này là khóa tu hay là khóa quậy? Khóa tu thì không có gì đấy vậy. Khóa tu hay là khóa đi ngủ? Để thì ngồi tu chứ không được ngồi ngủ. Ai là ngủ cùng thì chuyển lại thành cái khóa ngủ, không phải khóa tu. Vậy tu là học. Được chưa nè, nhớ cái chữ thứ nhất chưa? Rồi bây giờ cái chữ thứ hai, mình học rồi bắt đầu mình tập. Là về đây có phải là tập ăn chay không? Bữa nay đứa nào có đồ ăn mà không? Về đây tu, tu nghĩa là ăn chay. Mà các con ngồi như vậy đó, thì các con thấy là các con có phải đang tu mình tập ngồi không? Thấy không mà cũng ngồi không? Từ lúc con vô tới giờ con thấy ông Phật có giúp chính không? Tụi con giúp chết dừa. Tôi ta phải tập ngồi giống không hả? Ngồi gì giúp con làm quăng giúp chết không? Vậy là mình ngồi cho đẹp hay là ngồi xấu? Ngồi cho đẹp không hả? Các anh chị vừa quay phim vừa chụp hình mà ta đang ngồi xấu quăng. Ai mà ngồi xấu các anh chị chụp hình đem ra trước rửa to lên để rửa ra tặng cho cha mẹ trong cái lúc mà rót con về. Nói nè, nó tu nó ngồi cái tướng đẹp luôn. Nó tu là nó ngủ cái tướng đẹp luôn. Nhớ nghe, tu là học. Học cái gì? Học ăn, học đi, học đứng, học nói, học ngồi kiết già, học tụng kinh, học niệm Phật, học lễ Phật. Đó. Như vậy thì đến mình học rồi thì bây giờ mình thực tập, phải không? Thực tập mọi lúc mọi nơi để trở thành con người tuyệt vời. Đấy, rồi vậy là tu là tập ăn chay, tập lại Phật, tập niệm Phật, tập
không có những khối lương tật xấu. Mấy nay vô chùa tu mấy ngày có được chơi game không? Có được xài điện thoại không? Hên quá mấy ngày. Như vậy thì những ngày này có phải là tu là mình thực tập xa lìa những khối lương tật xấu, xa lìa những cái hành vi xấu, những lời nói xấu với những ý nghĩ xấu. Rồi cái thứ ba là gì? Sửa. Mà sửa có nghĩa là phải biết là mình làm gì, mình có những cái lương xấu, bây giờ mình sửa lại để trở về khóa áo của mình trở về những viên ngọc quý giá của mình. Tại vì mình có sáu viên ngọc, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Mà trong ý của mình mà không có cố gắng, không có nỗ lực thì mình trở thành một con người diệt đi, chứ không có hoàn thiện được. Vậy cho nên sửa cái ăn, sửa cái đi, sửa cái ngồi, và sửa làm sao mà cho mình trở thành một cái người mà giống như thợ sửa xe, sửa xong rồi đem cái xe ra chạy được, chứ không phải sửa xong rồi chắc bộ. Rồi ba chữ rồi nghe, tu là học, tu là học, tu là nhớ là cái xe hư sửa chạy được nha. Các tổ chức nhớ việc này nghe, mai mốt mà sửa xong những người này mà đem về nhà mà chạy cũng được thì đem vô đây giặt lại, cái giặt ốc đó là giờ mình đi tu mà mình để mình sửa, mà bây giờ mình tu xong về cha mẹ vẫn còn nắm vô. Như vậy thì chùa giúp cho mình tu để mình sửa, mà tới chùa mình về nhà rồi mới được đời sống còn nguyên. Như vậy thì mấy ngày tu này nè uổng công, lúc này sửa mình uổng công, các anh chị giúp đỡ mình, các bạn có đồng ý không? Các bạn có cố gắng sửa không? Cái dây là để đeo vô để biết rằng là đem quay cho mình chịu nổi. Cho nên là có nhiều lúc đó mình hiểu là có nhiều bạn á là thật sự ra là không có chịu lắng nghe, không chịu học, mà đi chùa vẫn không học thì vô trường á người này giỏi hay dở? Họ không có ý chí nào, họ không có cái tâm lắng nghe, họ không nghĩ rằng là không phải là các bạn mà muốn gặp thầy hay các bạn muốn nghe thầy giảng, muốn gặp thầy đã là khó rồi, vì sao vậy? Thời gian của thầy là thầy tranh thủ dữ lắm, bản thân mình trước sau gì cũng chết, cho nên thầy tranh thủ thời gian, thầy làm hết những cái gì thì có thể, cho nên thầy rất là đa đông công việc mà thầy rất cố gắng để đến thầy thăm các bạn. Và có nhiều lúc những người nào đó mà giải giải cái tự nhiên thì buồn đó, gần như cái người đó là biết cái thời gian của mình, cái người đó không đáng cho mình dạy, không để thời gian đó mình tu, mình sớm thành Phật cho đầu. Những người đó cho đi lâu đi vậy, thì lúc mình đỡ ra cái tâm bích kỷ, mình cố gắng, mình giảng dạy, mình cố gắng, mình giúp đỡ, nhưng mà những người này không cố, không muốn nghe, thì mình có nên dạy không? Không, không muốn nghe dạy làm gì? À, cái thứ tư nè, thứ tư là hoàn thiện. Chúng ta sửa thì cái đó chỉ mới sửa thôi, mà bây giờ chúng ta sửa làm sao để cho mình trở thành một con người hoàn thiện, một con người hoàn hảo, một con người tốt để có thể dùng được trong cuộc đời này nè. Các bạn có biết giặt đồ không? Biết nấu cơm không? Biết lau nhà không? Nhớ nghe, biết rồi cho một bạn có ta những bạn dám giơ tay. Thầy đã từng nấu cơm sống cho nên thầy giơ tay là bởi vì ai nấu cơm sống thì mới nấu cơm chính, còn ai tự cho rằng mình nấu cơm là chính, người đã chưa từng biết nấu cơm bị sống thì người này chưa có kinh nghiệm, đồng ý không các bạn? Thầy dám giơ tay là người ta biết nấu cơm, người ta biết nấu cơm thì lại biết nấu sống. À, phải nấu sống nè, rồi phải nấu
két nè, rồi phải nấu nhão nè, cái người đó mới gọi là biết nấu cơm, chứ không phải là hợp nấu cơm là ngon liền đâu. Vậy thì bây giờ tôi hỏi các bạn này, ai biết chạy xe lên lên lên? Ai biết chạy xe lên lên? Ai đã từng né xe lên lên lên? Yeah.
người ta gọi ta khổ. Đó là xuất, xuất là bước ra. Còn cái cuối cùng là đấy, hay quá cho bạn là một trời đất ơi. Hay quá, cái lúc đó một bạn còn lại không nhớ. Chuyển là gì? Chuyển có nghĩa là chuyển phàm thành thánh. Các bạn nói cái này, chuyển phàm thành thánh. Chuyển xấu thành tốt. Chuyển phải thành thành công. Chuyển phải thành công. Đó là chuyển, chúng ta chuyển thành hợp cái tình huống, cái tình huống rất là xấu là chúng ta chuyển nó thành tốt. Đấy, thấy không? Tôi chỉ nói có 7 chữ thôi nha. Rồi bây giờ tôi đố nè, các bạn trả lời cho tôi. Tôi cho các bạn một cái con hươu với một cái tủ lạnh. Làm sao để bỏ con hươu vô cái tủ lạnh? Biết nhiều gì ta? Không biết nhiều gì ta? Ưu tiên của các bạn nghe đi nè. Nãy con nữ lên rồi, ưu tiên của các bạn nghe. Rồi, rồi con. Cho bạn mình một tràng bắt tay. Rồi, lên đây. Con cảm ơn các bạn nghe. Không biết cái gì đó. Học bài tư mẹ nhờ hai đứa bạn hay lên.
Thank you.
hàng thành thánh. Rồi các bạn có một tràng vỗ tay. Rồi các bạn có biết là tự nhiên là có nhiều có người học rất là nhiều nhưng mà không làm được lý do hồi nãy bạn mình trả lời là con hư mở cái tủ lạnh ra bỏ con hư vô. Các bạn sợ sệt cái việc về chùa hay là các bạn sợ sệt một cái gì đó vị trí trường vô ngã nghiệp gì người ta làm được mình làm được. Các bạn cũng nói với thầy Phật đã thành, chúng sinh sẽ thành Phật. Cái câu chuyện mà cho con hư với cái tủ lạnh mở cái tủ lạnh ra dẫn con hư vô nghĩa là chúng ta mở lòng chúng ta ra, chúng ta quyết định chúng ta tu tập thì chúng ta cứ mở lòng ra, đừng có hỏi khó khăn cỡ nào, ta cứ mở lòng ta ra là ta trở thành một người tuyệt vời thôi, nghe không? Chúng ta cứ tha thứ cho mọi người, chúng ta biết thương yêu, chúng ta lo học Phật là chúng ta sẽ làm được, chúng ta mở tâm chúng ta ra là được. Và mình như vậy mình cũng nhớ luôn là khi muốn bỏ con hư vô thì phải lôi đầu con vô, muốn bỏ con vô thì phải lôi con hư ra. Trong đầu của các con mê chơi, không lôi cái mê chơi ra là sao học giỏi được? Sở dĩ cái người học giỏi là do cái đầu của nó còn nghĩ tới cái chuyện thôi chơi không à, nó nghĩ tới cái chuyện chơi game, nó nghĩ tới cái chuyện ăn, nó nghĩ tới cái chuyện ngủ, mà không nghĩ tới cái chuyện học. Nó không lôi cái ăn cái ngủ cái mê chơi ra thì học làm sao có cửa vô, tầm nghĩ không các bạn? Hiểu không? Rồi bây giờ cho một bạn nữ lên để trả lời lại. Bạn nữ nào? Có mình con có rồi, theo tôi rồi, nhưng mà chỉ có. Rồi xin mời bạn lên, bạn nữ giơ tay cao. Rồi xin mời bạn. Có bạn mình một càng bó tay đi nè. Con làm sao mà con lấy luôn như cái rổ này về chia cho mọi đứa cắt. Tôi biết con tự giới thiệu gì mình biết mà. Dạ em đang thăm thấy em đến chào chú tính. Quê con ở đâu? Dạ ở Hương Sơn. Nó có mấy à? Bạn có thấy là bạn mình lên lớp 8 là giỏi không? Lớp 8 là giỏi không? Giỏi được. Thấy là các bạn. Rồi, bây giờ học lớp 8 là dữ lắm rồi. Vậy thì hỏi con nè, lớp 8 là cái gì? Mình vận dụng những gì mình học để mình ứng phó mình trả lời, đúng không? Dùng dụng gì mà cũng có cùng tất cả là cái này. Bây giờ là
Các anh trả lời chưa? Lớp 8 là 8 là một thành quả mà 8 năm thầy cô giáo đã dạy. Lớp 8 là công sức của cha mẹ đã cho con ăn mặc ở với các chi phí để học được. Lớp 8 là cả một quá trình con phấn đấu để con lo học hành của con được. Lớp 8 là một khối tư duy, một khối kiến thức, một khối mà con đã được thừa hưởng từ nơi thầy cô giáo và kinh nghiệm của cha con đã để lại cho con. Được chưa? Không thấy được tôi trả lời, con hiểu không? Chứ không phải là mình đi học là tới giờ mình học là người ta hỏi mình một cái mình đã chưa học. Được chưa? Hiểu không? Cái đó là có thể thầy hỏi con bằng quý trò em. Con phải khai thác con báo của con ở bên trong. Được chưa? Rồi bây giờ con hỏi thế này. Đấy ước của mình của nào? Đúng rồi. Không phải tu là phải học. Chứ người tu không phải là người ngu. Đức Phật là một đấng đại giác, là tự giác này, giác tha này, giác hạnh viên này. Đức Phật là người toàn giác, có nghĩa là Đức Phật đã hiểu một cách rốt ráo từ quá khứ, hiện tại và hiện nay. Đức Phật hiểu tam thiên đại thiên thế giới, thấy không? Cho nên Đức Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, được chưa? Cho nên tu là phải học để mình trở thành một người đệ tử Phật có trí tuệ giác ngộ, được chưa? Hiểu không? Rồi tiếp. Học rồi thì phải thực tập. Bây giờ con trả lời giống như các bạn nữa. Trả lời giống như các bạn, mình đâu có biết rồi đấy, mình có khai mở được trí tuệ của mình. Học rồi phải thực tập. Đó, trả lời đúng chứ. Rồi tiếp. Rồi, học xong rồi phải sửa đổi. Rồi hoàn thiện thân khẩu ý của mình. Mình thực hành cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, cho nhân loại và muôn loài. Rồi tiếp. Cho bạn mình một tràng vỗ tay, cho bạn mình một tràng vỗ tay.
Bây giờ con có bỏ tiền đen không? Cười cái gì mà cười? Cái đó thấp cái cười cái gì ấy? Con hứa với thầy, với các bạn, hứa với cha mẹ, với thầy cô giáo là bỏ chơi game, chịu không? Chịu không? Chịu con liền, nguyên một cái rổ vô. Cho nguyên một cái rổ để tụi nó mắc nợ đó. Thay vì chơi game á là khổ dữ lắm luôn. Cha mẹ của con mình bao nhiêu đổ xong đổ biển đó. Rồi chơi game không có nên không? Nè, thích sống ảo, không thích sống thật. Chơi game là những người đó không có cái dối đâu. Còn cái này hỏi nè, con có ước mơ gì không? Đưa tay lên, đưa tay lên. Cái gì? Con thích học vẽ. Con thích học vẽ. Ước mơ con làm cái gì? Chưa biết luôn. Rồi. Ước mơ học vẽ không? Như vậy thì bây giờ mình con học lớp mấy? Con nghĩ coi ở thế giới này người ta cần vẽ nó không? Bây giờ người ta vẽ trên mạng hết rồi. Bây giờ cái hình ảnh nó đẹp không? Mọi thứ nó đẹp như vậy, con phải vẽ bằng tay hay là vẽ bằng tay? Chúng ta đi tới đâu mọi người đều thương yêu
cái sự yêu đức rằng từng sát na, từng giờ, từng phút chúng ta gần gũi với mọi người. Cha mẹ là tài sản của chúng ta, cha mẹ là kho báu của chúng ta. Nếu cha mẹ mất rồi, mình tìm cha mẹ được không? Bây giờ mình làm cho cha mẹ buồn thì rõ ràng là mình làm cho kho báu của mình tổn thương. Mình làm cho tình thương mọi người xung quanh mà mất với mình thì bản thân của mình là đánh mất kho báu yêu thương của mình với mọi người. Như vậy, cha mẹ mang nặng để đau, nuôi cho con trưởng thành, lo cho con ăn học. Các bạn có cãi lời cha mẹ không? Như vậy các bạn hứa với thầy nha, cha mẹ là kho báu của mình, còn các con là kho báu của cha mẹ. Cha mẹ không thể nào nuôi con lớn lên để rồi thấy con mình thất bại, thấy con mình tệ hại, thấy con mình bị người ta chê bai. Mình được mọi người khen là cha mẹ rất là vui. Ngày mai này ra khỏi cái khóa tu này, cha mẹ mình đỡ ai cũng khen hết nè. Đó là ba mẹ của bạn hả? Tự nhiên là người ta quý bạn, người ta quý luôn cha mẹ của bạn. Còn bạn xấu, người ta có quý cha mẹ của bạn không? Cho nên các bạn phải tự tôn trọng cha mẹ mình bằng cách sống rất là tốt, thương yêu các bạn bè xung quanh. Còn mình thể hiện mình là một người thật là tuyệt vời, đó là đền ơn cha mẹ. Con có hiểu không? Rồi, cho bạn là một tràng pháo tay luôn nè. Nhớ là không chơi game nha, hiếu thảo với cha mẹ nha. Rồi, con mình rồi, con đi xuống. Hay quá con ơi. Rồi, thầy kết luận buổi chia sẻ hôm nay, thầy kết luận là thời gian chúng ta đã hết. Cha ta mình có mấy ngón? Nắm lấy cơ hội, nắm chặt cơ hội. Hôm nay mình đi tu rồi là mình đã nắm chặt cơ hội, là mình sẽ thành Phật. Đấy, mình phải nắm cơ hội ngày hôm nay. Con gặp được Phật rồi, cho nên con xin Đức Phật cho con kho báu. Mà kho báu đó là của Đức Phật là gì? Là một ước mơ lớn. Các con nói ước mơ lớn. Chúng ta phải tích lũy, vun bồi và chúng ta phải
phương pháp cụ thể. Đừng xem thường cái việc nhỏ, đừng xem thường cái việc mà chúng ta ngồi đây, đừng xem thường cái việc mà chúng ta nghe pháp. Tất cả những cái đó là hành trang để chúng ta trở thành một con người tuyệt vời, hành trang để chúng ta mở cánh cửa tâm linh của mình ra, mở kho báu trí tuệ của mình ra, mở tình yêu thương của mình ra. Các con có hiểu không? Và các con nói ước mơ, tích lũy. Đưa tay lên, ước mơ, tích lũy. Có phương pháp, mục tiêu, mục đích. Chịu nào, rồi lần lại lần nữa. Nắm được chưa? Chúng ta có ước mơ, nhưng mà mục đích chúng ta nhỏ quá thì ước mơ đó nhỏ lắm. Chúng ta phải có một ước mơ lớn để chúng ta thành tựu được một mục đích lớn. Mà muốn thành tựu được một mục đích lớn thì chúng ta phải vun bồi. Bây giờ mình ném được lâu, mình học, mình ném được lâu là vì tốt, mình vui rồi. Nhưng vui rồi phải có phương pháp là ngày nào cũng phải học, phải tốt, mọi lúc thì phải tốt. Chứ không phải là vì bữa này tốt, thì bữa này tốt, bữa này học, bữa này không học. Hiểu không? Các bạn có hiểu không? Cái mục tiêu này là mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn, mục tiêu 1 năm cho đến mục tiêu 10 năm, cho đến mục tiêu... Như vậy, ngày hôm nay các bạn ngồi đây nè, nhưng mà 20 năm sau thì mỗi người khác thì là giống nhau. Bữa nay mình tốt với các bạn, 20 năm sau gặp lại, có người làm giám đốc, có người làm chủ tịch, có người làm bác sĩ, có người làm kỹ sư. Thì tất cả chúng ta, ngày hôm nay gặp nhau ở đây là một cái niềm vui rất là lớn. Chúng ta đối xử tốt với nhau để chúng ta có cả một cái kho báu. Chúc các con có nhân duyên lành gặp được Phật pháp, các con nuôi lớn hạt giống bồ đề của mình, các con vun trồng những yếu tố đạo đức để chúng con mở được kho báu của chính mình. Các con có hiểu không? Các con mời chúng các con học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ, xứng đáng mình lễ của Phật. Chúc cho đạo tràng của chúng ta được tất cả mọi người biết đó với những người con của đất nước Ninh Thuận đầy gió và nắng, nhưng mà đã tạo ra những con người đầy còn những ý chí, những nghị lực và sẽ thành công lớn trong việc tạo ra tương lai. Một lần nữa chúc cho những bậc cha mẹ có những người con rất là tuyệt vời đã tham gia khóa tu ngày hôm nay. Chúc các con thế con vui không? Cũng như vì mọi sự đa đo, nhưng vì lòng thương tưởng đến với an tuổi
đức có hiền của chúng con, thì còn một đảng quan hỷ dành thời gian quý báu của mình để về đây có những buổi chia sẻ pháp thoại cho các bạn tu sinh. Chúng con thay lời cho ban tổ chức kính nguyện mười phương tam bảo kính bên gia hộ, bên thượng tòa, pháp thể thanh an, hướng đại điều hòa, chánh y song vọng, Phật sự được yên thành. Giờ phút này chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường trên thượng tòa tam bái. Chứ con đảnh lễ hướng đạo từ bi cửu huyền thất tổ nhập liên trì quá khứ